Xung đột giữa Israel và Hamas như đường hầm không lối thoát. Dù chưa gây nhiều thương vong như cuộc chiến tại Gaza vào năm 2014, xung đột Israel và Hamas hiện nay dường như mù mịt và tăm tối hơn. Trên bãi cỏ của Tòa Bạch Ốc vào ngày 13 tây tháng 9 năm 1993, Yitzhak Rabin là thủ tướng Israel khi đó, đứng cạnh lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine, tức là PLO, và Yasser Arafat và tuyên bố rằng chúng tôi những người đã chiến đấu chống lại người Palestine và hôm nay nói với các bạn một cách rõ ràng rằng đã đủ máu và nước mắt rồi. Đủ rồi, đó là gần đây nhất Israel và Palestine quyết định phá vỡ vòng xoáy bạo lực mà tính đến nay đã tồn tại một thế kỷ. Cơ hội vàng cho giải pháp hai nhà nước, tức là hai bên đều công nhận nhau, dường như nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, đỉnh cao đối thoại vào năm 1993 không làm tan biến mối thù hận trong khu vực. Cộng đồng quốc tế giờ đây trở lại với những người kêu gọi kiềm chế nhưng không có ý tưởng gì mới để diệt tận gốc xung đột. Giao tranh giữa Israel và Hamas bùng phát vào hôm 10 tây tháng 5, bắt nguồn từ nỗ lực của những người theo chủ nghĩa dân tộc Do Thái nhằm trục xuất các gia đình Palestine khỏi nơi cư trú của họ ở khu dân cư Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem. Lửa giận cũng âm ỉ trở nên dữ dội vì cuộc xung đột giữa cảnh sát Israel và dân Palestine tại nhà thờ Al-Aqsa vào ngay tháng Ramadan, thời điểm luôn căng thẳng trong năm. Bình luận viên Tim Lister của CNN cũng nói rằng cuộc đối đầu lần này không dừng lại ở các đợt không kích Gaza và phóng rocket vào miền nam Israel, mà còn mở rộng tới những con đường trong các thành phố của Israel, những khu dân cư ở Jerusalem và trên khắp bờ Tây. Đặc điểm dường như đáng báo động nhất là những thành phố Israel có cả dân Ả Rập sinh sống như Lod và Haifa cũng bị hút vào vòng xoáy căng thẳng. Người Ả Rập chiếm khoảng 20% dân số Israel, ngay cả trong xung đột đẫm máu hồi năm 2014 và những phong trào nổi dậy chống Israel Intifada. Hòa bình phần lớn vẫn được duy trì tại các thành phố này. Tuy nhiên, vào tuần trước, người dân Do Thái và Palestine đã đánh nhau trên đường phố ở nơi thờ phụng. Nhà cửa cũng bị đốt cháy, buộc chính quyền phải triển khai lệnh giới nghiêm. Giữa không khí căng thẳng, phong trào Hồi giáo Hamas bước vào tuyên bố họ là bên đại diện cho đích thực cho người Palestine. Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang trì hoãn các cuộc bầu cử. Emma Ashford, chuyên gia an ninh Mỹ, lập luận rằng việc Palestine không tiến hành bầu cử khiến Hamas khao khát có cơ hội chứng tỏ bản thân. Do đó, Hamas quyết định phóng rocket và nỗ lực tạo mối liên kết giữa động cơ hành động của họ với những gì đang xảy ra ở Đông Jerusalem. Giải pháp hai nhà nước, nền tăng của ngoại giao quốc tế và tuân theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ngày càng trở nên xa vời khi bờ Tây bị biến thành vùng đất chấp phá, bao gồm các thành phố Palestine và khu định cư của người Do Thái. Trong khi đó, giải pháp một nhà nước giúp trao quyền công dân cho những người cư trú tại bờ Tây và Gaza sẽ khiến nhiều người Israel bất bình và hoàn toàn không có khả năng trong bầu không khí hiện tại. Vòng luẩn quẩn này dường như tương tự vào năm 2014 và có khả năng sẽ kết thúc khi hai bên đều cảm thấy có thể tuyên bố chiến thắng, bất chấp những tổn hại và cái chết của dân thường. Tới lúc đó, Ai Cập và Mỹ có thể vạch ra các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng sẽ không giải quyết được gì nhiều hơn. Bình luận viên Lister đánh giá rằng sau xung đột vào năm 2014, Hamas xây dựng tại kho rocket và hệ thống đường hầm, đồng thời siết chặt sự kiểm soát đối với Gaza. Thật khó để thấy bất cứ điều gì khác ngoài quá trình lặp đi lặp lại này.